Xin chào các anh chị đầu tư. Thì vào đi trong phiên ngày hôm nay á, thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì cứ trước tiên vào là chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về mặt chỉ số trước. Sau đó chúng ta mới có những cái sự bóc tách và chúng ta mới đi sâu vào những cái sự phân hóa bên trong anh chị ha. Thì ngày hôm nay đầu tiên để chúng ta nhìn về mặt chỉ số thì có vẻ như là đã bắt đầu xuất hiện những cái sự điều chỉnh, bắt đầu xuất hiện những cái sự rung lắc và cái biên độ điều chỉnh nó cũng đã lớn hơn. Đúng không? Hôm nay thị trường giảm tới tận là 19,74 điểm Là cứ cho là 20 điểm đi Đóng cửa là thấp nhất phi Nhưng mà được một cái á, là vừa đi mình trong phiên ngày hôm nay á, Nó vẫn đang lắp lại cái phần gấp úp được mở ra trong vòng hai phiên trước Là đây nè Thì về bản chất phiên hôm nay vẫn là một phiên Phiên gì anh chị? Retest Anh yeah, chị ha, một phiên retest và cái vấn đề này thì thật ra là chúng ta cũng đã vẽ với nhau ở trong khá là nhiều những cái video rồi đúng không? Cái việc mà vừa đi mình nó điều chỉnh nè. Sau đó nó hồi phục lên nè. Nó test lại phần phía trên. Nó cục cái đầu cho thấy nó chưa thành công. Nhưng nó lại hở một cái gáp úp. Thì cái việc mà nó phải nhúng xuống một lần nữa để nó lắp lại hết cái phần gáp này là chuyện rất bình thường. Và đây là những cái vận động ở trong một cái biên sai quay. Đúng không? Tại vì nếu chúng ta nhìn về mặt chỉ số của vừa đi thì hiện tại em đánh giá là cái vùng này vẫn là sai quay nha vẫn là sai quay đúng không với lại thêm nữa nè nếu chúng ta nhìn về mặt thanh khoản đi thanh khoản thị trường hôm nay và ba phi vừa rồi vẫn thấp đúng không có nghĩa là có thể rung lắc nhiều hơn nhúng lên bật xuống rồi hôm nay giảm hai chục điểm gì đấy nhưng thanh khoản thị trường nó vẫn chưa có những cái sự bùng nổ quá nhiều nó vẫn bình bình như vậy và nó thấp dần thì đây vẫn là một yếu tố khá tốt trong một cái pha điều chỉnh kiểm tra lượng cung kiểm tra lượng cầu anh chị ha đã nhưng mà chúng ta mới nhìn về mặt chỉ số thôi nếu chúng ta bóc tách ra kỹ hơn và sự phân hóa nó sâu vào bên trong nữa thì đương nhiên là sẽ có những cái dòng cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay nó gặp phải những cái áp lực bán rất là lớn và đặc biệt nhất là những dòng nó sinh ra được những cái biên lợi nhuận rất lớn trong thời gian vừa qua và nó không có một cái pha điều chỉnh nào rõ ràng và nó cũng không có một cái pha tái tích lũy lại và cái dòng này em vừa mới nói trong cái video cuối tuần vừa rồi luôn là dòng nào anh chị dòng chứng khoán anh chị ha tăng liên tục mới chỉnh con cây mai mở gáp kéo trần luôn xong mà ngày mốt kéo nữa cái kéo liên tục như vậy nhưng trong phiên ngày thứ sáu khi mà thị trường đại đa số trong ATC rất nhiều con nó kéo ngược lại nó duy trì được ở những mức giá gần cao nhất phiên ta gọi là một phiên tích cung đúng không và thậm chí nha là phiên ngày hôm nay nè anh chị sau cái phiên tích cung của cái phiên ngày thứ sáu buổi sáng ngày hôm nay đã có rất nhiều cổ phiếu nó đã tăng rồi nó tăng luôn chứ phải là không nó tăng rất là tốt luôn nhưng tới buổi trưa và buổi chiều có nghĩa là hết phiên sáng á, đầu phiên chiều nó vẫn đang xanh rất là tốt nhưng mà tới cuối phiên chiều bắt đầu áp lực bán nó nó xuất hiện và đã đến từ dòng chừng khoảng cũng cái dòng đó chứ không ai đó bắt đầu đã bị bán xuống đó và nó lây lan sang những cái dòng lân cận dẫn đến cái việc là rất nhiều những cái dòng tích lũy tốt á hôm nay thậm chí là nó sắp kéo luôn rồi trong viên em cũng có nhắn ở trong room đấy anh chị lưu ý nha đã có một số những cái tín hiệu nó xuất hiện rồi nhưng anh chị phải chờ nó duy trì cho tới cuối phiên thì nó mới xác nhận hoặc là nó phải đánh vượt luôn thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình những cái điểm mua tiếp theo còn nếu hôm nay nó đơn giản là biên độ nó hẹp đóng cửa cao nhất thì nó tiếp tục là một phiên tích cung thì chúng ta sẽ tiếp tục canh nó một số những cái cổ phiếu đặc điểm chúng ta mua tiếp để sẵn sàng cho những cái phiên kế tiếp thị trường nó tăng nữa. Đúng không? Nhưng do cái áp lực vào gần cuối phiên của dòng chứng khoán thì dẫn đến là có một số những cái dòng tích lũy lân cận nó bị quay về lại tham chiếu. Nó đỏ nhẹ một tí xíu. Hoặc là nó vẫn xanh nhưng mà nó không có xanh bằng buổi sáng. Đúng không? Có nghĩa là hôm nay là một cây tăng hơi fail của tụi nó tại vì do ảnh hưởng chung của thị trường đó thì nói chung là những cái dòng này anh chị biết rồi bản chất nó là những dòng tích lũy và nó rất là mạnh thì nếu mà nó có fail một tí xíu thì mấy phiên sau nó cũng tích lũy lại thôi chứ nên nó đã tăng đâu mà có áp lực bán tại vì nó đã có một cái nhịp rũ ở phía trước và nó đang đi ngang trở lại ở trong vòng khoảng tầm bốn đến năm phiên gần đây thì bản thân tụi nó đã rất là chán rồi và trong những cái phiên sideway quay và những cái biên sideway quay của thị trường đó, em có nói rất là nhiều lần và trong những giai đoạn trước anh chị mình cũng đã trải qua rồi đúng không rất dễ bị tình trạng là bán con chán chui vô con thèm đúng không chán là sao tích lũy hoài không tăng nó tăng một giai đoạn rồi nhưng cái đạn tăng anh chị vô không kịp hoặc là anh chị sợ anh chị không vô rồi khi tới khi anh chị tin tưởng nó anh chị vô thì nó lại đi ngang xong rồi nó đi ngang hoài cái hàng mình về mình thấy một cái dòng kế bên nó tăng thấy không hàng xóm xịn hơn mình lại tiếp tục bán ra đua vào tiếp và cứ liên tục liên tục như vậy trong một cái biên sai quay đúng không rồi cuối cùng á, cái con nào nó cũng tăng có đúng 1 cây à. xong cây kế bên nó đi ngang cây đầu thôi hai ba cây sau đi ngang rồi lại tiếp tục cái dòng sấy đó nó lại bán ra rồi đi đua qua những cái con điểm nổ à, đó cứ đua qua những con đấy nó tê cộng về nó hớ mà đúng không và sáng hôm nay đánh rất hay nha sáng hôm nay là anh chị biết dòng nào kéo không mít cáp kéo đặc biệt nhất là đầu tư công một số những con mít cắp mà chưa tăng nhé bà cô rồi nhiều lắm xuống g rồi gì nữa à, g à, ghét nói chung là mấy con mít cáp á nó tăng ui thế là rất nhiều bà con nha cho thị trường em thấy á bắt đầu hô hào nó là gì ơ gì nó lung chuyển qua mấy con dưới này kia đủ thứ cái đua qua cái rồi chiều thì trường chỉnh cái mấy con nó đỏ lè luôn nhưng mà toàn đua giá gần trần với trần mà đua giá cao mà để chiều đỏ luôn nó đỏ ngược lại năm sáu trăm hớ luôn được không có không chắc chắn có anh chị ha chắc chắn có chứ khi nào anh chị mua trước mấy ngày rồi mua ngay cái nền á hôm nay nổ lên anh chị bán thì được còn nếu anh chị đua ngay cây xanh ngày hôm nay là chiều đạp xuống cái hết rồi nhưng mà hàng ngày mới mua hôm nay là hai ngày sau kiểu gì nó cũng thọt xuống dưới cái là cắt lỗ năm bảy trăm nữa Đúng không? Thành ra đã có chia sẻ rồi vùng nổi heo đà, đánh quyết liệt Đi lên trên, đi qua pha, tái tích lũy Thì phải chậm lại Bình tĩnh lại, và đánh giá, chọn lựa những cái cổ biểu Lưu ý đừng có đua qua đua lại Ở trong những cái pha xoay quay Tại vì khi đua xong một cái là nó lại không tăng Là lại hớ Thậm chí là không tăng là mừng Nó đi ngang là bán về bán hòa vốn là đỡ đó Nó chỉnh cho con gái là đỏ lè đỏ lét Mà cứ cắt ba bốn lần như vậy trong một cái phiên xoay quay mà đánh ba con bốn con cắt hết ba con bốn con là thấy NAV nó lại ốm liền miếng nữa đúng không rất là nguy hiểm trong những cái pha xe quay như vậy mà giao dịch nó bị quá nhanh lụi vấn đề này ha sáng nó đánh lừa một cú đấy nó đánh tụi Bích cáp lên cái bắt đầu đu 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 vô cái rồi chiều xìu luôn đúng không đó trong khi những cái dòng tích lũy đang sẵn sàng cho chu kỳ sau lụi vấn đề này đó, còn cái dòng chứng khoán cũng vậy bản thân dòng chứng khoán đó, trong một vài phiên trước nó cũng y che có nghĩa là sao cái tụi thép nó chỉnh xong nó đi xoay quay lại băng cũng vậy rồi một số dòng khác mà riêng dòng thép tự nhiên mở cái bắp kéo chân lên luôn ờ quá mạnh luôn cảm giác như là ui không có một cái điểm chỉnh nào để tôi có thể vô được dòng chứng khoán rồi bán vô đùa cái nữa đúng không cứ liên tục như thế thậm chí sáng này dòng chứng khoán vẫn tăng nha vẫn tăng nhưng mà nó rướng nó rướng lên một tí xíu và rồi chiều quay đầu sàn luôn thấy chưa rất cẩn thận về vấn đề này tại vì nó không có chỉnh là cứ liên tục như vậy đúng không thì anh chị biết có những cái tín hiệu nên chị mình hạ tí trọng ra hay gì đấy chặn lãi gì đấy nhưng tuyệt đối không được mua thêm rất dễ quay đầu ở trên cao lưu ý vấn đề này giúp em anh chị ha rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật hãy coi là ngày hôm nay những cái vận động của những cái dòng xung quanh nó như thế nào còn ngày hôm nay nếu cô hỏi được đặt ra là chỉnh như thế này nó có xấu hay không em đánh giá bình thường không xấu tại vì sao anh chị đừng có nhìn về mặt chỉ số ha chỉ số ở đây vẫn là quay ok nè đúng không thì nó vẫn ổn thanh khoản cũng không có gì xấu nè là vẫn ổn nè rồi rất nhiều dòng chính trong phiên ngày hôm nay nó cũng ổn có nghĩa là nó không có nổ thành công thôi nhưng mà những phiên sau thì em nghĩ nó vẫn tích lũy lại chứ không vấn đề gì hết thậm chí của những con hôm nay nó cũng không có ảnh hưởng gì luôn đúng không tại bản chất những con tích lũy thì thường nó sẽ không ảnh hưởng trong những phiên này chỉ có những con nào mang tính đầu cơ hoặc là tủ bất động sản mà nó lỏng lẻo trần sàn bịch trung bịch cầu Rồi này kia thì nó mới có phản ứng à, hôm nay rất nhiều bất động sản cũng sàn đúng không nhưng mà rất nhiều con khác thì nó lại trần theo dạng là gạch đường kẻ ví dụ như là ctd là gì đấy à, những con đó thật sự là giờ anh chị có biết được mai nó có sàn không hay là mai nó bịt cung không đâu biết được đúng không hình dung vấn đề này cho em là gì ha đó là bản chất của những dòng đấy đấy nếu anh chị vào được á anh chị bắt được á thì nó nhốt cầu lên gì cố gắng bán giá cao thì được chứ mà mua vô mấy cây đó thì rất dễ đi nha lưu ý vấn đề này ha à, rồi còn những cái dòng bất động sản khác thì sao nó lỏng lẻo bán mấy lệnh sàn rồi chuột giá nhanh dẫn đến cái việc là nó sàn la liệt cũng nhiều đó thành ra những cái dòng đó nếu mà thị trường tốt á, thì ok nó cũng đánh đấy một hai cây nhưng mà một vài cây theo thị trường nếu thị trường nó xung lực mạnh nhưng mà nếu thị trường nó đã xung lực mạnh thì con nào nó chẳng đánh anh chị hình dung vấn đề đó không nhưng thị trường mà hắt xì một cái là mấy con nó sàn đầu tiên cứ hắt xì một cái là cái tuổi nó sàn đầu tiên đó là đặc tính của tụi nó anh chị mới hiểu được cái vấn đề đấy anh chị ha, rồi thì hôm nay nhìn sơ qua thị trường coi như thế nào và coi cái độ điều chỉnh ngày hôm nay ha Với lại anh chị nào mà coi video ngày hôm qua anh chị coi lại khúc này nè Đây, video ngày hôm qua, 16 phút 52, em có nói về cái vấn đề về dòng chứng khoán nè Đây, em có nói đây, em có cảnh báo thôi, nè nó rướng đồ này kia anh chị nên cẩn thận à, Với lại những cái tín hiệu là cái ATC nó kéo những cái dòng này kia nhưng mà tới cái dòng này thì nó lại không kéo Trong khi dòng này là dòng rất nhạy tiền và đúng ra kéo là phải kéo tụi này đầu tiên chứ tại sao lại bỏ lỡ tụi này là cho thấy nó đang bị FOMO và có những sự suy yếu báo trước đúng không đây anh chị coi lại khúc này giúp em nha đây 16 phút 52 giây bấm tua tới đây coi đúng cái đoạn này thôi đồng ý ha rồi thì bây giờ mình view qua sơ nè dòng băng nè ACB thì bản chất nó vẫn nằm trong cái nền này thôi chứ nó có bị gì đâu đúng không BI à gãy rồi nè 381 rồi mai con này anh chị canh nha đầu tiên mức giá 37 cho em 37 365 chú ý nha ngày mai nó mở gấp đao đấy em nghĩ là ngày mai thị trường nó sẽ mở gấp đao tại vì hôm nay nó bán cuối phiên như vậy nhiều người vẫn chưa giống như là nhà đầu tư họ sẽ chưa có định thần được nhanh đâu thì dị đạp hơi nhanh vào cuối phiên thì những cái áp lực bán nó sẽ lấn sang cái phiên sáng vào ngày mai à, một là nó giảm sớm mà rút chân hoặc là nó mở gấp đao gì đấy thì chúng ta sẽ có một vài con có thể mua được nếu nó đạt một số những cái mức giá chiết khấu đủ tốt trong phiên ngày mai ngày mai mới là thứ chúng ta cần hành động này đó anh chị ha thì con bia đi này bữa giờ chờ nó gãy chưa chờ nó gãy rồi thì giờ nó gãy nè thì anh chị lên trên khoảng tầm 36 năm với em 36 sáu năm gì đấy về tới mức giá đó vôn thấp vôn phải thấp nha vôn cao là đi đấy vôn phải thấp là ok đã chiều nó có rút chân lên khoảng nửa cây của cái biên giảm á, anh chị mình có thể cô được lưu ý ha cô một ít trước thôi Đó anh chị mình có thể canh con bia đi này giúp em đầu tiên Uh, ctG thì thật ra nó cũng không tăng không giảm con này vẫn ok đúng không vẫn đẹp tại vì xu thế của nó là xu thế tăng à, cạn dần nè được không con này thì trường ổn nó sẽ đi ngang thì trường ổn thì nó sẽ đánh tiếp vậy thôi thì Nói chung nó vẫn giữ mà liên Việt Ồ, liên Việt vẫn rút chân nhưng mà những cái trạng thái nó đã xuất hiện những cây này rồi và có những cái lực bán sàn trong phiên như thế này rồi là bắt đầu nó lỏng rồi nó treo leo rồi anh chị nên cân nhắc những con này có thì chặn lại tuyệt đối không gia tăng và mua mới tiêu trọng ở trên này đối với liên việt nha đầu ý rồi mb nè vẫn vậy thôi đi trong nền đúng không đâu bị gì đâu đó hôm nay dòng băng nó chỉ vậy thôi shb nè sáng có tăng lên một tí xíu nhưng mà về bản chất là bùng nổ lên gặp kháng cự thì nó vẫn quay về lại đây thì nó bình thường quay về đây nó vô tình nó lắp lại luôn cái phần gáp nè đúng không thì nói chung đây là một cây bùng nổ lên nó gặp yếu tố thị trường xấu nó bị fail thì nó sẽ tích lũy lại khoảng tầm 1 đến 2 phiên. Chứ ở đây dòng tiền em thấy nó cũng không có gì xấu hết anh chị ha. Rồi. STB nè. STB thì hơi xấu nha. Tại vì đây nếu mà nó gãy xuống nó sẽ tạo ra mô hình hai đỉnh. Đúng không? Nói chung con này nó gãy cũng đúng. Tại vì nó lên hoài, nó lên mà cảm giác như không có gì mà cản được nó luôn á. Đúng không? Nó cứ căng lên vậy nó cứ tăng bao không liên tục vậy nó rất là khó chịu. Những con như thế này thường á nó phải gãy một cây, xong mà nó đi sideway quay và nó cân bằng lại những cái pha ở phía dưới thì nó sẽ ổn định hơn ở phía sau. Chứ mà nó cứ kéo láo kiểu này thì nó rất là khó. thành ra cái việc con này trước sau vậy nó cũng điều chỉnh là một yếu tố cần thiết. Anh à chị ha, bản thân em thì em không đánh giá con này là nó sẽ tăng liền. Em nghĩ nó nên chỉnh thì nó sẽ ổn hơn. Nè, những cái gáp gẫm đồ này kia như thế này là nên lắp lại hết và nên cân bằng lại phía sau nó chậm lại một tí xíu để nó chuẩn bị cho một cái pha sau nó sẽ bền hơn một tí xíu nha rồi tech nè nói chung tech là con không tối ưu lắm nếu mà đã chọn những con mà cái form dạng như thế này anh chị chọn ac rồi cg mb rồi này kia thật là thậm chí shb nó vẫn đẹp hơn con này tính đầu cơ nó cao hơn anh chị biết cái con này đánh nó hơi lọ mọ thị trường tăng thì ok nhưng thị trường nó hơi yếu thì không nên đánh con này nhiều ha ví dụ như nếu anh chị chọn nếu hai con mẫu hình giống nhau anh chị chọn đánh SHB anh chị đánh cái công Banh chắc chắn là chọn SHB rồi SHB đánh lệnh nó to hơn anh hiện đánh máu hơn đung 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 trăm nghìn, 200 ngàn hai trăm ngàn ba trăm ngàn bù 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 chịu 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 đã không đã đánh mấy con nó nhanh hơn anh chị ha tới công Banh là thì hiện tại nó sẽ hơi yếu không nên chọn nha rồi vi nè chỉnh lắp gáp ha thật ra cái giáp nó cũng không to nè cũng vậy à VIP uh, Vbank vẫn vậy thôi, nằm trong cái biên này. Nói chung dòng ngân hàng này đứng yên là chỉnh. Nhưng mà tính ra buổi sáng nó vẫn tăng đấy. Do thị trường nó rung một tí xíu thì nó giảm lại một hai lai chứ không vấn đề ha. Rồi, dòng uh, dầu khí hôm nay em đánh giá nó cũng đi xe quay chứ thật ra nó cũng nè bao sáng có những lúc tăng lên lại 11.6 À, nhưng mà nó cũng không có chạm được cái giá 11.7 của em nữa Thành ra con này em nghĩ là khoảng tầm uh, 3 đến 4 phiên nữa Nếu mà nó vẫn giữ được ở đây thì có thể nó sẽ mua lại được đấy Anh chị ha lưu ý nha rồi BVD nè hôm nay bị quay đầu một tí xíu nhưng mà con này nó không sàn là được ha, Thường á thị trường yếu anh chị biết thị trường yếu BVD sàn đầu tiên luôn Nó dễ sàn lắm nhưng nó chỉ giảm khoảng tầm 2% mà trong phiên có những lúc nó tăng lên gần trần như thế này á Thì về bản chất đây là một phiên break fail thôi thì nó sẽ tích lũy lại một thời gian ha nên hiện tại em thấy con này nó cũng chưa có xấu lắm ha, Nó không có xấu Tại vì sao biết không Một phần gặp kháng cự Thứ hai là nếu con này nó không sàn chứng tỏ nó vẫn ổn ha Nó phải sàn kìa BVS tích lũy lại ở đây đúng không test lại một tí xíu nhưng mà thật ra nó không có gì đâu nó vẫn đang trong biên tích lũy anh chị đang chờ đợi thêm đối với những con này thì cái biên nó không lớn anh chị tuyệt đối đừng có sợ quá về những cái vấn đề này nó nằm trong cái pha tích lũy này anh chị cứ chờ ha rồi nhà vinh nè thấy không nhà vinh hôm nay là nó tác động về chỉ số nè vít vinh đồ sàn nè vre cũng sàn nè ô oh, tính là vre mình đang chờ một cái pha tích lũy ở đây khoảng tầm từ 1 cho tới 3 tuần cho tới một tháng mà tự nhiên nó gãy ngang như thế này là hơi rớt rồi à. đúng không nó phá đi cái thế uh, break kênh giảm của em à hôm nay nó vẫn test lại cái kênh nha nếu ngày mai bật lên rút chân lại thì vẫn ok nhưng nếu ngày mai nó lủng xuống đây luôn thì thôi bỏ coi như hư mẫu hình thì nó sẽ cần một khoảng thời gian nó làm cái mẫu hình mới thành ra bởi anh chị mới thấy cổ phiếu anh chị phải rình lâu lâu một chút nó làm vậy đó tại vì á, rình lâu á, mà nó thật sự đi đúng với những gì mình vẽ là cho thấy ý chí của tổ chức nó hình thành cái form ở đây nó mạnh thì nó mới ok thời gian nó sẽ trả lời đúng không mình như mình nói cổ phiếu này mạnh nếu nhưng thời gian nó trả lời không là không đúng không nhưng thời gian nó trả lời có là có thành ra nên chờ chứ đừng có vội thành ra với rình là vậy đấy thành ra khi nó gãy ngang như thế này thì sao mai nó hồi lên thì vẫn ổn nếu mai nó cũng hồi thì thôi bỏ anh chị ha bỏ đánh con khác anh chị ha nó là như thế nha rồi Những con này thì thôi mít cáp không quan tâm Lưu ý à, Nói chung dùng phân em nghĩ là nếu nó đi ngang ở đây em kỳ vọng là nó chắc nó nổi lên đường cây nữa ừ. Tại vì cái thế này em thấy nó cũng không có sàn rồi này kia đó viên ừ. này nó vẫn đỡ xanh thì kỳ vọng mà nổ thêm cây nữa cho anh chị nào có anh chị cỡ cấu thôi chứ thật ra những con này mình không có tư vấn đánh nè mấy con này nó ui cho sáng hút đồ ghê lắm <laughs> thị trường mà nó yếu mà, nó xịu một cái là mai không biết nó sàn không nha lưu ý rồi chứng khoán nè đúng không sàn ngược luôn khối lượng lớn nha khối lượng lớn này em nghĩ là cũng dễ hiểu thôi tại vì cái tốc độ người ta đua giá lên dòng chứng khoán nó nhiều quá đi tại vì cứ hở ra cái là dòng chứng khoán trần rồi cứ hở ra cái anh chị thấy là chỉnh cây này mai kéo trần chỉnh cây này mai kéo trần đúng không nè chỉnh trần chỉnh trần ấy là chỉnh là trần nè trần kéo trần trần trời ơi quá mạnh mẽ nhưng chính vì cái sự mạnh mẽ đó nó báo hiệu cho một cái tín hiệu không ổn của nó thành ra cái việc mà hôm nay dòng chứng khoán nó có gãy xuống với khối lượng lớn đi chăng nữa đó là điều rất hợp lý tại vì nó phải có một quá trình điều chỉnh rung rủ và trong quá trình rung rủ này nó rung rủ như thế nào đó thì em không biết đây nè bữa em bán giá này giờ nó rớt xuống luôn rồi nè hợp lý chưa nhưng mà sao cái quá trình điều chỉnh này nó có một cái phần gáp ở phía dưới nè nếu ngày mai nó lắp lại thì gì đấy nó kiểm tra cung cầu tốt ở đây thì em sẽ đánh giá nó ở trong một vài video tới vì thường á, những cây rơi đầu tiên á, thì volume nó sẽ rất là to nhưng những cây điều chỉnh kế tiếp của dòng chứng khoán có thể biên độ của nó sẽ rất là rắc có thể là bốn năm vào ngày mai nhưng cái khối lượng nó vẫn thấp thì được nếu khối lượng nó vẫn thấp thì có thể là nó sẽ nở ra một cái chu kỳ mới đấy ai chưa mua được sẽ rất canh mua ở đoạn này luôn lưu ý nha nhưng anh chị phải cho nó thời gian một vài phiên có những anh chị hỏi là về mức giá nào thì em sẽ canh lại dòng chứng khoán em không quan tâm về mức giá em quan tâm là gì về tới mức giá đó cái lượng cung và lượng cầu ở đó nó như thế nào và nó đỡ giá ra sao thì em sẽ chọn chứ không phải là em sẽ à, em sẽ ta ghé là anh chị cứ canh đi về đúng 20 anh chị mua cho em không hẳn về 20 nhưng nó đóng sàn em vẫn không mua được Tại vì nếu mà nó đóng quyết liệt vậy thì mai có khả năng nó sàn cây nữa chẳng sao ai biết được Và là nó giảm nữa Đúng không? Nhưng về 20 nó có những sự rút chân ngược lên với khối lượng tắp này kia, à rồi thì mình sẽ mua Thậm chí lúc đó mình mua trên một tí xíu được 20, mươi 27 vẫn ok Với điều kiện anh phải rút chân và đóng cửa cao nhất cho tôi Thì tôi mua Thể hiện cái sự này đỡ cúng Đúng không ạ? Còn nếu mà giờ anh về mức giá 20 mà nó sàn tiếp tôi vẫn bỏ Tại vì nếu mà anh về 20 mà anh vẫn sàn như vậy thì ngày mai có khả năng anh về 19 Đúng không? Tại vì nó nó chưa đỡ cung xong anh chị mua sớm mình sẽ bị, sẽ bị hớ. Đó, cho nên là gì câu hỏi được đặt ra về giá bao nhiêu em mua? Cái đó không hẳn, không hẳn là em sẽ quyết định giá mua về mặt bằng gọi là một con số nhất định hay là một cái mốc nào đấy như em quyết định là có cái lượng cung nó đỡ tới đâu thì em sẽ mua đó. Vậy thôi ha. Rồi, dòng chung khoán nói chung là vậy, nói chung là lên thì lên cùng nhau, nhưng xuống cũng xuống cùng nhau. Tình em rất tốt, đúng không? Tình nghĩa anh em rất ok luôn. Đúng không? Lên do là, là gì đó, lên do nhưng xuống chó là lên như nhau nó đây nè đúng không lên rất đồng đều xuống cũng rất đồng đều đó là đặc tính của dòng điện khoản nhưng mà anh chị nên cho nó một vài phiên đi một vài phiên tại vì khi nó rủ nó phải rủ hết ít nhất là nó phải rủ những cái ông t cộng gần nhất của nó trong vòng từ 3 đến 4 phiên nữa nên có nghĩa là hết tuần này á nó phải rủ ra hết Để đã tính tiếp nha rồi bán lẻ nè bán lẻ thì nói chung là cũng điều tiết chỉ số thôi nè giảm nè giảm nè giảm nè nó ép chỉ số nè ô oh, fpt đẹp nha tích lũy vài phiên chờ chờ thêm ở đây nếu mà đẹp thì có thể đánh tay cộng rồi thép thép á, thì con hoa sen năm kim nó phản ứng gây gắt nhưng mà khối lượng nó lại không lớn nhưng đặc biệt nha anh chị nhìn nè con hoa phát là con không giảm đây mới là con yêu kiện ưu tiên hàng đầu nè cái bàn chốc của anh nó nè nó phải là con không giảm thì nó mới là ok anh chị ha đó nên chờ hòa phát trong một vài viên nữa nha nói chung là hôm nay đẹp đấy rồi dòng này thì anh chị thấy nó khá là lộn xộn ví dụ con này thì lại trần mà trần theo dạng như thế này thì em chả biết phân tích làm sao rồi dù như sàn đây sàn cuối phiên nè nó cũng nó cũng hơi khó con này trời ơi, người ta đánh lên tới đỉnh cũ của mình tới mình vẫn chưa lên có nghe là sao Lội lỏm đánh có nghe là đánh nó không có đều Lùi ha KDH sàn này rồi ờ, nói chung hơi khó đánh giá mấy con này anh chị ha nè gạch 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 yeah. gạch ha rồi bảo bảo hiểm thì hôm nay vẫn ổn không có gì hết ha tụi cảng biển này cũng được nè đúng không gamma anh chị đâu cái bức giá 54 mốt nhìn nó gần nhìn nó xa xa ư là xa luôn nếu mà không có dòng tiền là xa xa kinh khủng luôn anh à, chị ha tưởng gần nhưng rất xa nha nhưng mà phải có dòng tiền nha đấy lưu ý nhưng không bao giờ có một ngày nào mà không có được rời mắt đó nha nó vô tiền khi nào ai mà biết được đúng không tự nhiên vô phiên tới một ngày đó nó mấy triệu cổ phiếu vô nó quýnh một cái là biết nó phát động rồi đó chị phải me nó từng ngày từng giờ đó phải luôn luôn me mình không có chê nhưng mà mình me nó ngày nào mình cũng phải dòm mà mình nghĩa qua một cái nói chung á em chuẩn bị lắm tại vì em đây là trách nhiệm và nhiệm vụ của em mà em á là em mua cái gói Redium này nè em thật ra em không mua đâu người ta tài trợ cho em á nha yeah, free sàn năm đó người ta tài trợ đó cho em được tặng nói chung là thế đó. nhưng mà nói chung anh chị nào phải có thời gian kìa, nếu anh chị nào mà vừa đi làm vừa coi á, thì em nghĩ là nên nên hỏi em thì nó sẽ tốt hơn. Chứ coi thì chắc cũng không nhanh bằng em. Lưu ý ha. Nói chung coi á, thì anh chị lưu ý là ví dụ như em á lại mua cái bảng này nè, em có thể đặt được rất nhiều tab. Ví dụ như em có một cái bảng như này nè. Thơm một cái đó ra mười mấy mà ghê chưa? Ngày coi hết nhiêu đây nè. Rất nhiều, nói chung là rất nhanh. Đó nè. Đó còn rất là nhiều luôn Đúng không? Từ chạc 15 phút cho tới 30 phút cho tới 1 tiếng rồi coi hết Em còn bật thêm tắt phái sinh đồ này kia nữa mà Đúng không? À hôm nay phái sinh đánh cũng hay nha Phái sinh đánh hay Đánh hạ sáng tự nhiên nó, nó sọt một cây nhìn rất là sợ luôn đúng không? Em phân tích phái sinh hôm nay cho anh chị nè Đầu tiên hôm nay có một cây phái sinh nhìn rất là tởm Mới vô nè Mới sáng cái sọt ba cây nè Ai mà lơ ngơ lơ ngơ, cái sọt này cái ăn một khoảng lỗ liền Xong mới đi xe quay lên nó một cú pha lông rất mạnh nhưng cuối cùng nó đè sọt ngược lại lũng đáy luôn Đúng không? Tuần này là tuần đáo hạn phái sinh nha Cái vấn đề này em không biết được ha? là nó sẽ vận động như thế nào đâu Nói chung đáo hạn bây giờ thì nó sẽ tùy theo giá trung bình thôi Anh chị lưu ý ha À với lại có một cái thông tin nữa ngoài lề thôi Là anh chị biết là anh chị có đọc thông tin đó thì uh, vừa đi mình uh, sắp sửa là qua cái đáo hạn này Có nghĩa là cái kỳ uh, phái sinh kế tiếp á thì cái tỷ lệ ký quỹ nó sẽ nâng lên là 17 đúng không tỷ lệ ký quỹ một hợp đồng phái sinh là 17 phần anh chị mình có thể sợ trên mạng á em nghĩ là trên media truyền thông bây giờ lúc em làm video chắc có đăng đầy mạng đó, lên mạng đó coi anh chị ha nói chung là họ đăng về mình thì mình coi đỡ mất công sợ đúng không đó thì nói chung là đăng lên như vậy thì ý nghĩa của cái tin này nó sẽ như thế nào có nghĩa là về hồi xưa là tỷ lệ ký quỹ của nó là 13 có nghĩa là anh chị xem thay vì anh chị nếu mà tính giá trị một hợp đồng phái sinh nha anh chị lấy 100 trăm ngàn anh chị nhân ở chỉ số thì cái giá của nó rất là đắt ví dụ như một ngàn điểm thì nó khoảng tầm 100 triệu hay là dù tiền hay chỉ số đúng không ví dụ chị số phái sinh hiện tại là một không đi hay là một không lẻ ba mấy có nghĩa là anh chị phải cần một trăm ba triệu mới mở được một hợp đồng thì nó quá lớn đúng không thì người ta sẽ ký quỹ xuống để cho một cái tiền anh chị bé anh chị nghe bây giờ là một hợp đồng phái sinh là khoảng tầm là 13 triệu đúng không à có nghĩa là sao 13% đó tỷ lệ ký quỹ là 13% của tổng giá trị là 103 triệu đúng không thì nó còn có 13 triệu là chị có thể đánh được một hợp đồng rồi nhưng bây giờ họ tăng lên là 17% có nghĩa là cùng với mốc chỉ số vừa nói trên thì sẽ mất tới 17 triệu để đầu tư phát sinh về một hợp đồng không tính margin nha chưa tính chuyện margin là tại vì margin mỗi công ty chứng khoán ở trên thị trường này nó sẽ có một cái tỷ lệ riêng thì cái vấn đề đó em không biết ha Nên mình cái vấn đề đó nó hơi nó liên quan tới mỗi công ty thì em không có đề cập nhưng mà nói chung á nếu mà tính cơ bản anh chị đánh chay đi đánh chay có nghe là anh chị không vay một đồng nào cả anh chị đánh thuần túy thì bây giờ anh chị phải mất khoảng tầm em giả sử là tính cái món mà nãy đó một ngàn đi một ngàn điểm bây giờ chỉ số phát sinh đây là một ngàn điểm ví dụ như vậy thì bây giờ 17 phần trăm thì nó sẽ tính khoảng tầm là anh chị cần 17 triệu để anh chị mở một hợp đồng có nghĩa là anh chị sẽ tốn nhiều tiền tươi hơn để mở một hợp đồng phát sinh đó là ý nghĩa của cái văn bản mới này ha thì nói chung là nó cũng không có thay đổi gì quá nhiều đâu anh chị có nghĩa là anh chị cần nhiều tiền hơn để anh chị mở được một hợp đồng thôi thì nếu như có công ty nào mà có Mergin á thì họ sẽ cho anh chị mình vay với tỷ lệ thấp hơn vậy thôi không có gì cả nó cũng khá bình thường ha, anh chị ha với lại anh chị hiểu sao không um cái đó là tại vì nếu anh chị nào mà chỉ đánh một hợp đồng thôi á thì anh chị thấy là anh chị sẽ tốn thêm 5 triệu để anh chị mở một hợp đồng ví dụ như vậy nhưng những anh chị nào nói chung nó, sẽ giảm cái thanh khoản của phái sinh lại giảm cái sức mua lại ví dụ như anh chị nạp vô 100 triệu hay là vài trăm triệu gì đấy anh chị đánh phái sinh thì có thể là hồi trước anh chị mình đánh được 50 hợp đồng hay là 70 hợp đồng gì đấy thì với tỷ lệ ký quỹ cao hơn thì bây giờ anh chị sẽ đánh còn khoảng tầm nếu mà hồi xưa anh chị đánh năm hợp đồng thì bây giờ anh chị chỉ đánh còn khoảng tầm Ông 50 đồng là có margin nè. À. 500 triệu chắc uh, 20 đi. Lập lập lập, lập 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 10 20. Lập lập, lập 5 5 5 25 là bột Rồi 25 hợp đồng thì khoảng tầm uh, hồi xưa là 25 đi thì bây giờ tăng tỷ lệ ký quỹ lên chắc còn 20. Hoặc là 18 gì đấy. Có nghĩa là nó giảm cái sức mua fashion của anh chị xuống nên anh chị sùng tiền tươi. Ha, còn nếu dùng margin thì nó nó tính theo đồng 7 thì em không nói nha. Rồi nói chung là thế. À, nói chung là nó chỉ ảnh hưởng về sức mua ra, có nghĩa anh chị sẽ tốn nhiều tiền hơn để anh chị để đánh được một hợp đồng phái sinh, thì do đó giảm cái sức mua của anh chị mình Phải phái sinh lại, là cái thanh khoản phái sinh trong tương lai nghĩa nó sẽ tụt xuống một tí xíu, ha, à, có nghĩa anh chị phải nạp thêm tiền để anh chị chơi được cái số hợp đồng như cũ hồi xưa, hình dung ha, rồi là thanh khoản phái sinh trong một vài phiên tới, có nghĩa là qua tuần sau đó, tại vì thứ năm mày đáo hạn đi, đúng không? Thứ năm mày đáo hạn, thì đây là thứ năm, rồi một, hai, ba, đúng rồi Thứ năm mày đáo hạn, thì tính là phải qua tuần sau à, thì nó sẽ có cái chính sách này thì cái thanh khoản vệ sinh mình giá nó sẽ bị sụt giảm một tí xíu anh chị ha đó đó là một số tin tức rồi nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá trực tiếp về cơ sở đâu thực sự anh chị ha <laughs> rồi nói chung thị trường chỉ có vậy thôi à mình ngó con Vinamilk thử thôi uh, ô yeah. rồi xong nó gãy được cái xu thế này đúng không nó vẫn bám với kinh line nè mai nó đỡ lên thì ok nếu mà nó lủng luôn thì nó sẽ rất xấu và nó sẽ cần thời gian tích lũy lại đúng không nói chung con này thì nó vẫn chưa vào cái trên lớn nhưng mà nó vào trên lớn em vẫn đánh thôi nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa vào thì thôi cứ quan sát thêm ha rồi ví dụ như chị nhìn qua vị công banh Vị công banh đang có mẫu hình gì à, cốc có tay đúng không nó đang làm cái quay đấy chờ nha chờ cái quay coi nó vận hành như thế nào rồi chúng ta đánh giá tiếp nói chung nó gãy thì cũng phù hợp thôi chúng bia đi nè chờ quay luôn nó không gãy lì đi chứ đúng không con này lì nó dụ anh chị vô á <laughs> vô trên cao chứ gì đúng không đó anh chị ha đó em đang chờ cái pha này thì cái phần quay này nó sẽ rơi vào tầm giá ngày mai đấy ba sáu năm hay ba bảy gì đó tùy theo ha nếu nó kéo luôn thì sao em nếu nó kéo luôn thì nó phải tích lũy cái này nó có một cái điểm hướng lên sau khi chỉnh thì được thì nói chung qua từng phiên sẽ hướng dẫn thôi nói chung em sẽ linh hoạt thành ra hôm nay anh chị thấy là trong rom em nhận định nè đây trong râm ha sáng là em thấy có tín hiệu nè để em tính là nếu mà nó duy trì là nó có điểm mua đấy nhưng mà cuối cùng á thì nó lại không có nó không duy trì được cái vấn đề này đúng không anh nhìn chung tới phiên chiều chưa duy trì được như phiên sáng để kích hoạt điểm tiếp cung tiếp theo nên chúng ta ngồi xem tiếp không làm gì hết rồi áp lực bán hôm nay đến từ dòng chứng bất động sản mít là chủ yếu còn lại tích lũy trước em đánh giá vẫn sai quay không ảnh hưởng quá nhiều ha à, những nèo rung lắc ở phiên chiều nên các dòng mạnh nó sẽ vẫn chưa giữ được cái cây tích cung trong phiên ngày hôm nay có nghĩa là đóng cửa cao nhất thì nó sẽ tăng luôn thôi có nghĩa là sao nếu hôm nay tích cung là mai tăng luôn anh chị ha nếu hôm nay những dòng tích lũy nó tích cung thành công là ngày mai nó tăng luôn anh chị lưu ý nhưng chính vì cái áp lực này nó rung làm cho các phiên sau những dòng này nó sẽ tái tích lũy lại thêm nó đi ngang thêm một vài phiên đó, nó chuẩn lại một tí xíu ha sáng nay em thấy có một số điểm rất hay nè tổ chức họ kéo một số bít cáp ngoài để nhà đầu tư bán con chán bay vô con thèm rồi đó lưu ý nha cái này chúng ta thấy rất là nhiều rồi đấy thì những cái pha xoay quay là cứ mã nào nổ bay vào là tỷ lệ dính tệ cộng rất cao rồi phân tích dưới em view cả nhà video cuối tuần rồi đúng không nhìn dòng chứng nếu chỉnh là chỉnh đầu tiên và chỉnh mạnh nhất sẽ là chứng B bất động sản thì nó lỏng lẻo quá nó dễ sàng rồi mình cũng không biết được nữa đúng không dòng chứng chỉnh lắp gấp dưới hay còn gọi là đáy hai ha chỉnh tốt thì nó sẽ có một cái nhịp ở phía sau tại vì nó kéo liên tục nó không tích lũy thì áp lực bán nó lớn là điều tất nhiên đây nè trong room cộng đồng nè em highlight rất kỹ nha nè anh chị ví dụ anh chị coi anh chị phải đọc từng cái highlight của em tại sao em phải khoanh tròn những cái vùng đỏ như thế này là anh chị focus vào những dòng đó tại vì em viết nhiều quá nhiều khi anh chị đọc bị loạn đúng không em gạch keyword nè những cái keyword này là anh chị đọc anh chị sẽ hiểu được cái đại ý của nguyên một hàng, ha à, rất kỹ lưỡng, lùi ha rồi, đó đây là nhận định ngày hôm nay. Hai dòng chứng á em chị bọn nó lắp ráp đi, nó chỉnh thêm, xong nó cân bằng lại phía dưới với khối lượng thấp, à thì em đặt vậy thôi, gọi là cái điểm hướng lên về dòng tiền, dạ rồi, ok anh chị ha. Nói chung hôm nay điều chỉnh nó cũng tương đối lành mạnh thôi, tại vì sao những dòng cân chỉnh nó sẽ chỉnh à anh chị ha chỉ là hôm nay nó chỉnh á, nó vô tình nó làm lây qua một số những con tết cung đẹp nó làm cho nó bị chậm là một vài phiên rồi thật ra cũng không sao đâu anh chị cứ chờ một vài phiên nữa chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo anh chị ha nhưng sáng mai nó sẽ chỉnh nha sáng mai chuẩn bị tinh thần là ngày mai nó sẽ rung một tí xíu chuẩn bị nha sáng mai nha dạ rồi xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ha dành thời gian tối nay xem video của em à thì hiện tại thì khóa học á thì em sẽ giờ một tuần nữa tại vì sao mấy ông tại vì Vani bây giờ nó vẫn chưa đi xong cái form thì học thực chiến là mình sẽ học vô cái form mình vừa học mình vừa đánh trên thị trường luôn thành ra nếu thị trường đủ form thì em sẽ dạy nó sẽ hợp lý hơn nên anh chị cứ delay thêm một tuần nha nói chung anh chị nào cứ đăng ký mình cứ đăng ký thoải mái tại vì sao cái link em vẫn để và tất cả những người nào đã đăng ký rồi em đã nốt lại hết rồi anh chị yên tâm nếu anh chị nào chưa thấy em liên hệ chứng tỏ anh chị có thể đang chặn tin nhắn em hay gì đấy có như anh chị nhiều khi mình không để ý mình để cái phần chặn tin nhắn á à, sao em nhắn không được à đấy thì anh chị chú ý là em sẽ có một cái lời mà kết bạn á anh chị kết bạn như thế thì em mới nhắn cho anh chị được anh chị ha anh chị phải đồng ý kết bạn với em đó chứ còn không là không có nhắn được nha nhiều khi nhiều anh chị đăng ký xong mà anh chị khóa tin nhắn xong mà em đợi hoài luôn anh chị cũng không có mở ra luôn à, mình không trách điện thoại hay sao đấy à, tới thành ra là nhiều khi tới cái ngày chốt uh, chốt sổ là lỡ như không có danh sách mình là, là em không biết đâu nha À, lưu ý nha, dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều ha, dành thời gian tối nay xem video của em Nếu chị thấy hay, cho em một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha Thị trường nó đang trong giai đoạn chuyển pha, cho nên nó đánh rất là khó chịu, lên lên xuống 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 lên lên Đúng không? Rất là tâm lý Nhưng cái việc anh chị quay quá nhiều trong này nó sẽ rất là nguy hiểm Thành ra nên đánh giá cổ phiếu ở một khía cạnh tốt Những cái con nào cần thiết, anh chị cho hướng sau anh chị phải nhìn Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều